Chào các bạn tin nhanh 24/7. CBR1000R207 màu đỏ vừa cập bến đã cháy hàng khi dân chơi biết được về thông số SP. Honda CBR1000R207 có hai phiên bản, đó là màu đỏ đen và màu đen nhám đã có mặt tại Việt Nam. Riêng bản CBR1000R207 SP thì có màu đỏ HRC, đặc trưng của nhà Honda. Tuy nhiên mẫu SP và SP2 không xuất hiện tại triển lãm. Khác với bản thường Santa, ở bản SP và SP2 được trang bị cặp mâm vàng. Riêng bản SP2 được trang bị mâm vàng mắt cha CD 7 cây rất là thầu. Thiết kế đầu đèn kiểu mới hiện đại và cần thời gian để quen mắt. Với cái trọng lượng bình xăng Titan siêu nhẹ được cải tiến vừa với tông mới, mẫu xe này có mô men xoắn và công suất mạnh mẽ hơn 14% so với bản cũ. Cụ thể công suất của mẫu CBR1000R207 theo chúng tôi được biết là 190 mã lực, mạnh hơn so với 10 HP so với bản cũ. Như Honda đã tuyên bố, mẫu mới 2007 sẽ được bước tiến đột phá của nhà Honda khi muốn nhấn mạnh tới tiêu chí Total Control trong mẫu CBR1000R207 này. Cặp kính chiếu hậu được tích hợp xi nhan cho những thiết kế đẹp tinh tế hơn. Mẫu xe được trang bị rất nhiều công nghệ mới của nhà Honda như công nghệ chống trượt khi bầu cua, chống bốc đầu v.v. Khối động cơ với rất nhiều chi tiết thiết kế mới như piston kiểu mới tăng thêm tỷ số nén từ 12.3:1 lên thành 13.0:1. Vòng piston được phủ một lớp DLC với những thay đổi tăng thêm giới hạn vòng tua từ 12.500 RM lên thành 13.000 RM. Công suất cũng được tăng lên 190 HP. Honda CBR1000R207 mới sẽ sở hữu nặng ký của rước S1000R và RSV4. Chiếc xe có tổng cộng là 5 chế độ lái khác nhau. Riêng bản SP và SP2 có thêm chức năng S là phục hồi liên điều chỉnh điện với 3 chức năng. Mẫu xe này và SP sẽ sớm có mặt tại Việt Nam sau khi bản tiêu chuẩn về hồi đầu tháng 4 này. Giá bán của SP và SP2 tại Việt Nam sẽ không hề rẻ bởi bản tiêu chuẩn đã có hơn 700 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.